Chào tất cả anh em, mình lại tiếp tục lên một mặt hàng sưu tầm cũng khá là độc gửi đến anh em. Lần này mình giới thiệu với anh em về cái mẫu búa rìu chuyên chẻ cây, chẻ củi của hãng Fiskars Pro Mỹ. Một cái mẫu búa phải nói là rất là hiếm, độc, từ trước tới giờ mới gặp. Đây là một cái mẫu búa rìu chuyên dụng để anh em ta chẻ củi cầm một tay. Trọng lượng của nó nặng là 1,7 kg nha anh em. Trường hợp những cây gỗ lớn thì anh em đã chẻ ra rồi, anh em muốn chẻ tinh thì sử dụng cây này, hoặc là sử dụng cái cây này dùng một tay thôi là anh em có thể chẻ củi bình thường. Những cái góc cỡ bắp đùi là anh em có thể băm ra là vô tư rồi. Thiết kế của nó thì phải nói là khá ngầu và độc quyền. Nó có một đầu búa đó để anh em đóng đe nè, vừa làm đầu búa tạ để anh em đóng cốt được luôn, và một đầu chuyên dụng để chẻ củi đó. Anh em xem thiết kế góc chữ V của nó khá lớn, giúp anh em chẻ củi nhanh chóng. Rồi mình cũng đã test thử chặt dài cái bổ dài gốc cây, phải nói cây này khá là chất lượng, chẻ hơi ngon. 1,7 kg thì anh em ta sử dụng trong gia đình thì tiện lợi, chị em phụ nữ cũng có thể sử dụng được luôn, cũng không quá nặng như những cây 4,7 kg của hãng H đồ, thì phải cần những anh em to con rồi thanh nam thanh niên mà sử dụng. Riêng cây này vừa thanh niên sử dụng mà chị em phụ nữ cũng có thể sử dụng được luôn. Thiết kế cầm khá là đẹp. Tổng thể thì cái búa rìu mini của hãng Fiskars Pro này nó dài là 36 phân, cả cán, chất liệu cán sợi thủy tinh bọc cao su, đầu thiết kế chống tuột, đầu cán chống tuột nên anh em chẻ thoải mái, không bao giờ lo có chuyện tuột cái đầu búa ra. Thiết kế bằng màu vàng đen đặc trưng của hãng Fiskars Pro. Phải nói là cái mẫu này quá là độc đáo, rất đáng để anh em sưu tầm, vừa mua sử dụng vừa sưu tầm, cũng phải nói là nó khá là chất và độc. Phải nói là mình bán hàng bãi nhiều năm rồi mà mới gặp được cái mẫu búa của thằng Mỹ nó làm như thế này. Phải nói quả này khá là độc đáo và ngộ, anh em mua sưu tầm cực kỳ đẹp. Thì mình bán cái cây búa rìu mini đến từ hãng Fiskars Pro này với giá là 500.000 chi phí vận chuyển một cây. Thì anh em nào mua về sử dụng và sưu tầm thì liên hệ mình, bên mình có ship code toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán, hàng còn rất là đẹp. Rất đáng để anh em sưu tầm. Để mình review kỹ lại lần nữa cho anh em thấy ha. Rồi, anh em nào quan tâm về cái mẫu búa rìu cầm tay mini này thì liên hệ mình. Xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.